Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai sai cho chuyện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thân Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình bãi kiển của anh Dũng, dạ ở gần với chợ Ba Bích, thành phố Cần Thơ với cô chú anh chị ha. Hôm nay thì anh cũng chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một số cây hoa giấy, hoa giấy dạng hoa lầu ghép với cẩm thạch siêu bông nhau với cô chú anh chị. Dạ với lại thêm một số phôi mai vàng. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Dũng luôn ạ. Dạ. Hôm nay thì mình có hai cái cây bông giấy khủng luôn cô chú anh chị ha. Siêu bông. Họ đang ra hoa luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi bây giờ em xin mời quý cô chú anh chị mình vào xem clip chia sẻ hôm nay của anh Dũng luôn quý cô chú nha. Dạ em xin chào anh Dũng ơi. Xin chào Phương. Dạ. Thì hôm nay là cũng được là về cái kinh của là Cuộc Sống Thơ Hậu Giang. Thì bữa nay anh là cũng là giới thiệu cho bà con là yêu mến mai vàng thì là một số cây, trước tiên là mai đây có, rồi lộc rừng có và hoa giấy có. Đó thì địa chỉ của anh đây là tại là ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của anh là 0939 636 959. Thì cũng bước vào là giao lưu với bà con là cây mai vàng là số 1. Chiều cao đó là 73. Dạ. Cái đường kính đó là của nó là 27. Dạ. Đường kính bầu 27. Cái hoành thân của nó là 20. Dạ. Đó. Đế nó cũng đều nha bà con. Đế thì bỏ rìu cô chú anh chị, cây này nó già lắm rồi. Dạ. Tóc xù xì luôn rồi cô chú anh chị ha. Cây này đang đâm tuột mạnh luôn á cô chú anh chị. Dạ thân chậu rồi nha bà con. Dạ. Cái cây số 1 này giao lưu với bà con là 450k em ơi. Dạ 450k. Dạ phí ship thì sao anh ha? Bao là này toàn quốc đây em ơi. Này là chung là bao ship toàn quốc luôn anh ha. Dạ ok em. Dạ, em cho là bà con rồi. Rồi. Rồi, bước qua cây số 2 cũng là cây mai vàng em ơi. Dạ. Cái chiều cao của nó là cũng 73. Dạ chiều cao tổng thể 73 nha cô chú. Cái tán ngang của nó là cái này là cũng không kể luôn, chung là cái 51. Dạ. Tán ngang có 51. Cái này mình có ghép gì không anh ha? Không, cái này riêng của nó em ơi. Dạ. Dạ. Cái hoành thân của nó là 25 nha. Dạ. Đường kính bầu của nó là 24. Rồi, anh đo hoành cho em ha. Rồi nè. Đo hoành rồi này, cái là hoành này 25. Dạ, hoành 25. Nè. Anh cái, có chiều cao phôi giùm em không? Cái chiều phôi này là 73. Dạ, từ cái phôi này xuống hả? Rồi, ok em. Rồi, đó. Cái gốc thân của nó là đây, từ đây xuống là 32 em ơi. Dạ. 32. Cây số 2 mình giao lưu giá nhiều anh ha. Cây số 2 này xin giao lưu với bà con là 750k. Bao ship là 200 kg, bao toàn quốc luôn em ơi. Dạ rồi, em đỡ cây luôn anh. Dạ. Và cây số 3 là cũng cây mai vàng, dán chật nha. Cây này cũng thần chậu cho nghe bà con. Dạ. Cây phân keo hết cô chú. Phôi tàn. Chi cành thì có đều luôn cô chú anh chị. Đế nó cũng khá đế luôn nha cô chú. Dạ rồi, em xin số đo luôn anh ha. Rồi. Cái chiều cao của em nó là 1m24. Dạ. Cái tán ngang của nó là 65. Cái thốc thân của nó là 19. Hoành thân của nó là 22. Dạ. Cái đường kính bầu của nó là dài nhất là 40. Đế đây bà con, cây này già lắm rồi bà con, cây này nằm trong chậu lâu lắm rồi đó bà con ơi.
xế luôn ha cô chú. À, cây nó già lên da cấp xù xì luôn hả? Lên xù luôn nè em, đây nó già nè. Tại cây nằm trong chậu lâu lắm rồi, bởi vì từ chỗ đó nó không có lớn nổi. Mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Dạ. Cây này, cây số 3 giao lưu với bà con là 1.500.000 em ơi. Dạ, 1.500.000. Rồi em đổi cây luôn nha anh. Cây mã số 4. Cây mã số 4 là cũng cây mai xù nha em. Dạ. Cây này cũng một cốt, tàn chi có ok hết cô chú anh chị. Cốt cành thì bỏ đều luôn à. Xù lên khúc rồi nha em. Dạ. Đế gì không? Cộng rễ nó to to. Bảy lực rồi. Lực luôn em. Nói chung là cây này ok, nói chung mấy cây này cũng là nói chung đẹp không đẹp nhưng mà nó vẫn là ok. Dạ. Mai xù là đế gì là đẹp lắm rồi. Rồi em xin số ra luôn anh ha. Rồi. Cái chiều cao của em nó là 109. Tán ngang của nó là 69. Cái thoát thân của nó là 41. Cái đường kính của nó là 26, 27 là gửi, 26 gửi là tính 26. Dạ, 26 nha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu của nó là 32. Dạ rồi. Em xin giá luôn anh ha. Để anh đo cái cục xù của nó là, khúc xù của nó là được 22 đấy em. Dạ. Đế đều. Cái này là cây mai xù này là xin giao lưu với bà con là 2.200.000 nha bà con. Dạ 2.200.000 nha cô chú, mã số 4. Nếu bà con để riêng gì cũng được, gì cắt ghép rồi kia cũng ok. Cây này nói chung là không xấu mà không đẹp, nói chung là. Dạ, rồi em đổi luôn anh nha. Dạ, đổi qua một cây mã số 4 là cây cũng cây mai xù nha. Okay. Dạ, mã số 5, mã số 5 là một cây mai xù nha bà con. Cây mai xù là dáng thú nha. Cây này nó lùng lực hết cô chú anh chị. Nè xù lên hết trơn nè. Chi cành có luôn á cô chú, mấy cái chi này cũng vừa ghét luôn rồi đó cô chú anh chị. Rồi cây này nở củ nở đế nha mấy cô chú. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Cái số đo của em nó là 107 em ơi. Dạ. Cái tán ngang của nó là 63. Dạ rồi. Cái thoát thân của nó lên đây là cái là xù luôn là 30. Dạ. Cái hoành của nó đo trên đây nhỏ nhất luôn của nó đi. Đây chỗ này là 33 nè em. Dạ vị trí này đi 33 nha con. Dạ. Dạ. Nguyên cái củ của nó là đây dưới này. Là 50 nè. Dạ. 50. Để anh đo đường kính bầu luôn. Đường kính bầu của nó là 42 nè em. Dạ. Cây này xù hết trơn luôn nghe bà con. Nói chung bà con muốn về để riêng thì bông vẫn đẹp luôn. Cây này bông đẹp nha bà con. 7 tính là 9 cánh. 5 cũng có nó mà ít là 7 là 9 cánh, bông đẹp. Mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Cây này xin giao lưu với bà con là 3.500.000. Dạ, 3.500.000. Luôn em, cây này, mấy cây này là cây là phôi, nếu bà con muốn cắt ra có, nếu mà để gì là bó lại là giao cho bà con. Dạ rồi, ship toàn quốc luôn anh ha. Cây này nói chung là rất là đẹp luôn bà con. Rồi, em đổi cây lên anh. Dạ. Tiếp theo cây mã số 6. Mã số 6 là cũng cây mai vàng luôn nha bà con. Cây này nói chung là già nó cũng xù luôn nha bà con. Dạ, đế thì cũng bỏ khá là đều, cộng rễ lớn lớn thôi mà cô chú anh chị. Những cái chi cành này cũng vừa ghép ha cô chú. Mình để riêng thì mình vô dây chỉnh sửa lại cho anh chị ha. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Số đo của nó là chiều cao của nó 116 em ơi. Dạ. Cái tán ngang của nó là 84. Hoành thân của nó 33 em ơi. Dạ. Cái đường kính bầu của nó là 36. Cái này trông rất là già bà con. Dạ.
Đúng rồi. Mấy mặt ta cắt này là đó là giờ nó quá thành đá trơn nha bà con. Dạ. Không có bao, không có hư mục gì trơn bà con. Dạ mình giao lưu em này giá nhiêu vậy ha? Cây này xin giao lưu với bà con là 3,6 triệu em ơi. Dạ mã số 6, 3,6 triệu nha cô chú. Dạ rồi, em đổi luôn nha. Bước mã số 7 là một cây phôi. Phôi này tính ra là cái cây này tuy nó nhỏ thiệt nhưng mà nó là khoảng cỡ là hai mấy năm rồi nè bà con. Già lắm bà con. Cây cái lỗi nó rất là đỏ. Nếu bà con về ghép là ok luôn đó bà con ơi. Cái chiều cao của nó là 92. Cái là cái thân của nó là hiện tại giờ đây là cái là 67 nè. Cái hoành của nó là đo hiện tại là đo đây nha đây bà con. Là 38, 37, 37. Vị trí này 37. Rồi đo một cốt của nó ở đây á. Là 19. Cái đường kính bầu của nó là 30 34. Cây này là rễ đều cho luôn nha bà con, nguyên cụm luôn nè. Dạ. Nhìn nó cũng lực lắm nha cô chú anh chị. Mã số 7 mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Cây mã số 7 này giao lưu là 3,7 triệu em ơi. Dạ 3,7 triệu. Mã số 7. Cây này nó rất là già, tính cái già tủ lắm rồi bà con. Nếu mà về ai mà có cái tay nghề này kia là cắt ghép này kia là cây này cắt kia cũng là hay lắm. Đây, nếu mà làm là mẹ một con là cũng được đó. Dạ rồi em xin đổi cây luôn anh ha. Dạ mã số 8. Mã số 8 là một cây lộc vừng nha bà con. Dạ lộc vừng. Cây lộc vừng này là rất là ok nha bà con. Cái củ chà bá lửa luôn á cô chú anh chị. Cây này cao cỡ bao nhiêu anh ha? Cây này chiều cao khoảng cỡ là 2,8 em ơi. Dạ. Lộc vừng nha cô chú, cao khoảng 2,8. À, cây này thì chi cành có luôn nha mấy con chú. Quá trời cái phần đế luôn rồi cô chú anh chị nha. Nó nguyên một khối luôn á cô chú anh chị. Cái trọng rễ thôi là chà bá nữa luôn hả? Cái trọng rễ này là bằng cái cùm chân trở lên nữa. Dạ. Này chắc cỡ bắp đuôi luôn. Dạ rồi, em xin số đo luôn anh ha. Rồi, cái số đo của cây lộc vừng này là ở vị trí này á là 96 nè em. Dạ, vị trí này 96. Cái chung là còn ai có nhà biệt thự hay là cái quán cà phê này kia hay gì là để vô là rất là ok luôn. Cái này mình giao lưu với nguyên hả? Cái lộc vừng này nếu anh giao lưu là 12,500,000 em. Dạ. Bao ship là 200 km. 12,500 nha cô chú anh chị. Tại cây nặng quá em ơi, nói chung cây này. Dạ. Nguyên một cái cũ dữ lắm, cũ luôn. Hoành tới 96 rồi nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em đổi luôn nha. Dạ tiếp theo là cây mã số 9 ha cô chú anh chị. Là một cây hoa giấy. Dạ hoa giấy này là hoa giấy gì vậy anh Dũng ha? Hoa giấy này là cẩm thạch, là gốc của nó là sắc pháo. Dạ. Ghép ra cẩm thạch là siêu bông. Dạ. Rồi hiện tại cái bông màu tím tím thì rất là bắt mắt. Cây này cổ lắm rồi nha em. Cái này mà dán bay anh ha. Dán bay em. Dạ. Nói chung là có biệt thự thì kia là có quán những cà phê hay là cái sân vườn gì kia để cái cây là rất là đẹp. Cái dán bay của nó lắp rất là khéo luôn mấy cô chú anh chị ha. Cái này nếu làm tiểu cảnh như này cũng được đó nè. Dạ. Ok rồi bà con, nếu có tay nghề làm tiểu cảnh. Cái này hàng khủng hoành lớn luôn đó mấy cô chú anh chị. Ở dưới đế này nó có một cục ngu rồi, nhìn cũng quái quái. Thank you.
này đang bông rực rỡ luôn á cô chú anh chị. Rồi cô chú mình xem tổng thể của cái cây giúp em trước ha quý cô chú. Ăn chủ không leo lên trên luôn. Cái chiều cao của nó là 2m5 em. Dáng bay nó là khoảng 3m. Dạ cao là 2m5. 2m5 rồi, 2m5 rồi, cao khoảng chiều bay đó 3m. Dạ. Cái chậu này là 2m nè em. Dạ. Cái dáng bay rất là khéo, hàng khủng luôn quý cô chú anh chị nha. Rồi, để đo cái số đo vành. Vành chỗ này là 119 đi em ơi. Dạ, 119. Cái là còn xuống dưới nữa là nó 100 tới là 130 mấy lần, còn dưới. Cái thoát thân là của nó là số 1, cái cành số 1 của nó là 64 em ơi. Dạ. 65 luôn. 65. Ừ. Lực, lắm lực. Ở đây có những cái vết rủa này em, cái này vết rủa này chung cây nó già, cây hoa giấy thì nói chung là già nó bị lủa. Dạ. Nó này cũng xử lý trơn rồi, ok hết trơn rồi. Nó có cái cục bú nè. Cục bú của nó là 15 luôn nè. Dạ. Cục bú này không bao giờ là ấy. Cây hoa giấy cẩm thạch bông cái này hồng phấn anh ha, cái này siêu bông và hồng phấn. Dạ, siêu cẩm thạch cô chú, cô chú mình cùng ngắm lại cái cây hoa giấy giúp em nha cô chú. Cái mình có báo giá công khai luôn không anh? Cây hoa giấy thì báo giá qua số điện thoại đi em ơi. Lại số điện thoại giùm em nha. Số điện thoại của anh là 0939 636 959, gặp anh Dũng. Dạ. Cái dáng ba nhìn rất là khéo ha cô chú anh chị, cây hàng khủng em nha. Cô chú anh chị mình thích sưu tầm liên hệ với số điện thoại của anh Dũng để biết thêm nay về giá cũng như là thông tin chi tiết cô chú anh chị ha. Cái mặt bên trong của cây nha quý cô chú anh chị. Rồi em cho phép đổi cây lên nha cô chú. Cây hoa giấy Mỹ. Dạ, cái bên luôn anh ha. Rồi. Cây này cũng là hàng khủng luôn á quý cô chú anh chị. Cái vàng xương nó rất là dày luôn. Dạ, chiều cao của tán ngang bao nhiêu anh ha? Cái này chiều cao của nó là 2m5, tán ngang 2m5 em ơi. Dạ. Cái quay ấy ghiên luôn, hàng khủng em ơi. Quay giấy ghiên hàng khủng luôn, cô chú chị giữ lắm cái phần đế này nè cô chú chị ha. Dạ. Đế này cái củ này hàng khủng luôn á cô chú anh chị. Củ này là ôm là mấy là giáp nè con ơi. Dạ. Rồi sẵn anh xin cho em, cho em xin hoành luôn đi ha. Rồi đến đâu. Hoành vị trí này 125 nè em ơi. Dạ 125 nha cô chú anh chị.
Đây là thẳng dây luôn nè, cho bà con ta thấy luôn là hoành vị trí điện 125. Dạ rồi. Rồi với Mỹ đều cũng khó kiếm, cái này là không có thèo vít gì hết trơn nha bà con. Chỉ có những thèo vít nhỏ thôi, không có bị lũa hay là không có gì hết. Đang nằm trong cái chậu máy vậy anh ha? Chậu 1m4 em. Dạ. Chậu 1m4. Cao là... Cao 2m5. Dạ. Tán ngang 2m5. Dạ. Qua giấy Mỹ ghim luôn. Dạ, giá mình giao luôn qua số điện thoại hay sao anh? Cái này... cây này quay Zalo qua số điện thoại đi em ơi. Dạ. Cô chú anh chị mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Dũng nha cô chú. Qua giấy Mỹ đi. Thành tới 124 nha. Cây lên ha. Dạ. Là cây này mã số 11 em ơi. 11. Ừ. Dạ. Cây qua giấy Mỹ. Phôi qua giấy Mỹ. Qua giấy Mỹ ghim luôn anh ha. Đúng rồi em. Đúng rồi. Rồi cái phơm tàn nhìn rất là đã nha cô chú anh chị. Dạ em xin thông số chiều cao tán ngang luôn ha. Cái này anh có đo hậu rồi em, là cái chiều cao của nó là 2m5, tán ngang 2m. Cao 2m5 tán ngang 2m. Cái này nó tam tài đi em, lên đây lên ta đóng tam tài. Ba thân luôn anh ha. Ừ. Quá trời cái củ đế luôn á nha cô chú. Qua giấy Mỹ mà hàng khủng rồi. Cái này hàng khủng không à, ở đây cũng đúng sưu tầm nha cô chú. Dạ, rồi em xin số lo luôn anh nha. Rồi. Số đo cái vị trí này là nó là 95 em ơi. Dạ, vị trí này 95. 95. Em đi vòng cái nhà. Rồi. Dạ rồi. Hoành 95 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 2m5. 2m5, tán ngang 2m. Dạ. Rồi tam tài luôn nha quý chú anh chị. Cây này nếu mà về để chơi game gì cũng được, ghép cũng được đó bà con ơi. Dạ. Về cô chú mình chơi game không thì mình ghép cẩm thạch siêu bông luôn anh ha. Dạ. Cái này mình giao lưu qua số điện thoại hay sao anh? Cái này giao lưu giá công khai cho bà con luôn là 18 triệu em ơi. Dạ. Phong với Mỹ game nha cô chú anh chị, 18 triệu. Cây mã số 11. Dạ rồi. Mã số 12 là một cây qua giấy Mỹ, là phôi cây qua giấy Mỹ kìa. Dạ qua giấy Mỹ ghim luôn nha cô chú anh chị, một cây thóp thân rất là cao luôn nha. Cây này lọt tàn dù rất là ngon lành luôn nha quý cô chú. Dạ. Cái này cao chắc cũng cỡ hơn 3 mét anh ha. Cỡ 3 mét em, chiều dạ. Cao 3 mét á, tán ngang nó cũng 1m5 đó em. Dạ, cây này cô chú anh chị mình ghép cẩm thạch ngũ sắc thì vô ha, hoặc là siêu bông ngon lành luôn á cô chú anh chị. Thóc thân rất là cao nha. Cái thóc thân này cỡ bao nhiêu anh ha? Nếu mà thóc thân này chắc cũng khoảng cỡ 2m2 đó. Dạ. Cây này thóc thân, cái thân nó lắc nha quý cô chú anh chị. Nói chung này về có tay nghề ghép, anh em ghép là rất là ok luôn đó. Dạ. Quá. Sẵn cho em xin số đo hoành luôn anh ha. Rồi. Số đo hoành của em nó là ngay chân đây luôn. Là 88 em. Dạ, hình như lộn thuốc đó anh ơi. Đây, 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 chắc lộn thuốc để đo thử coi. Đúng rồi. Đây là 63 em ơi. Dạ, vị trí này thì 63 ha cô chú anh chị. Rồi em đi dọn cái nha. Rồi em đi dọn thẳng dây đi. Để lại đi.
Dạ. Rồi, cây này thì thân lắc nha quý cô chú, phơm cao quá, phơm tàn dù thân lắc. Vậy cô chú anh chị mình ghép cái phong ngũ sắc đồ cũng ok lắm mấy cô chú anh chị. Cái này chắc cũng cỡ 3 mét hơn đó cô chú anh chị ha. Dạ, một phôi bông giấy Mỹ ghim, mình giao lưu giá như vậy ha. Cái số mã số 12 này giấy Mỹ là anh giao lưu là 10.500.000 em ơi. Dạ, 10.500 nha. Bao 200 km em. Cây ghim mà tìm được những cây lớn như vậy thì cũng đáng chơi ha quý cô chú anh chị. Dạ, 10.500 cây mã số 2. Mã số 12. Dạ. Là cây mã số 13 này là cũng là cây cuối clip luôn nha bà con. Là cây hoa giấy Mỹ, là có dáng cổ. Là cái đánh mâm này là theo dáng cổ nha bà con, là ngũ phúc. Năm mâm đó bà con. Dạ, năm mâm. Dáng nó hơi siêu siêu nha cô chú anh chị. Theo cái phong cách của mấy người Nhật. Mấy cái này là cái mấy nhà cổ là để này thì kia, là cái biệt thự này kia là ok lắm đó nha. Dạ. Có quán cà phê mà sân vườn rộng rộng á, chưng cái này cũng ngon lành lắm nha cô chú anh chị. Cái mâm ở phía trên này, cái vàng xương nó rất là dày luôn á cô chú. Trời, nó là cái này hình như mình lặt lá làm bông hay sao? Cái này là cũng bứng về lặt lá rồi cũng là bông nè. Dạ. Trong đây là giờ đang chỗ là ra bông rồi, nó sau này ra bông ngực đó. Rồi cái này cô chú anh chị mua về là chơi bông luôn anh. Bông luôn đó, đúng rồi. Cái này mà nó ra bông mà 5 tầng như thế này chắc đã lắm đó cô chú anh chị, nhìn phê lắm luôn à. Tầng nào cũng vàng xương chi cành rất là dày luôn cô chú anh chị nha. Cây này thì thành phẩm luôn đó cô chú. Cái mâm rất là to luôn nha. Cây này về để trong chậu hay là xây lên là cái chậu này kia để trên nhà này kia là cũng rất là ok luôn đó. Mình chơi mặt chính bên này hay mặt chính bên kia vậy em ha? Nếu mình chơi mặt chính bên đây nè em. Dạ. Đây nè. Đây nhìn là 1, 2, 3, 4, 5. Dạ. Rồi, cô chú anh chị mình xem. Dạ. Cô chú mình xem cái phần đế giúp em ha. Những cái đế nó lực dữ lắm cô chú ơi. Đế cứng ngắc luôn. Rồi, cho sửa đo cái chân đây là nghe bà con. Ở trên đây là 65 nghe bà con. Dạ, vị trí này. Vị trí này 65 nha cô chú anh chị. Rồi, để đo cho củ đế cho bà con luôn nha. Dạ. Nguyên cụm củ đế của nó đây. 62 nha bà con. Vị trí này 62, dù anh dịnh thước giùm em ha. Dạ. Anh đo nhiều vị trí cho cô chú anh chị mình dễ hình dung ra ha. Này lộn thước em ơi, này lộn thước. Dạ, rồi, mình đo thêm vị trí sắp tên. Đây, cái vị trí cái chân chỗ cái củ đó, nó củ đặt của nó nè. Vị trí này thì 93 em. Dạ. Còn nếu mình kéo đoạn dây mà xích lên trên cái chỗ phì phì này nữa thì chắc cũng bự hơn phải không anh? Đúng rồi, đây là 95. Dạ. Cho cô chú anh chị mình đo nhiều vị trí cô chú mình dễ hình dung ra được cái đế nó. Đây là 95 nè, đúng là cái chân đây 95 nè. Dạ. Dạ. Cái này thì thoát thân có chút xíu à cô chú anh chị. Để thoát thân của nó là
Ở đây là nó là bằng khoảng 32 tới mặt mặt bầu nè em, 32 nè. Dạ, từ cành tới mặt bầu. Anh đâu có cành thấp nhất thì em nha. Rồi. Ở đây 17 nè em. Dạ. Là tính 16 thôi, tại anh đâu có đường kính 1 mâm dùm em anh ha. Đường kính 1 mâm. Cái này là 102 nè em ơi. Dạ. 102 là cái mâm thấp nhất đó cô chú anh chị. Mâm số 1. Dạ. Mâm số 2 này kia lớn hơn nè. Dạ. Mâm số 2 này tới là 107 lần. Dạ. Cây này là về cô chú anh chị mình chăm là nó nở bông luôn á mấy cô chú. Này mình đang xử lý cho ra hoa luôn ạ. Dạ cái này thì mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Cái đẹp clip là xin giao lưu với bà con là số 37 triệu em. Dạ. 37 triệu nha quý cô chú anh chị. Cho em ngủ phút luôn tàn cổ luôn cô chú anh chị ha. Thì hôm nay cũng nhân dịp là cây này cũng cây của clip là cũng xin là kính chúc bà con một ngày mới dồi dào sức khỏe và vui tươi. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi clip chia sẻ hôm nay của kênh ạ. Có gì sai sót mong quý cô chú anh chị mình yêu thương bỏ qua giúp em ạ. Mình đồng ý cây nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Dũng giúp em nha cô chú. Rồi em xin chào các bác biết tại đây luôn ạ.